Al-Qaeda tuyên bố đã giết chết hai ký giả người Pháp, tin từ Paris. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius đã nói rằng việc Al-Qaeda vùng Maghreb, tức AQIM, tuyên bố họ đã giết chết hai ký giả người Pháp là điều có thể đúng. Trang mạng của tờ báo Sahara Media đã nhận được một bản tuyên bố của AQIM cho biết nhóm phiến quân này đã bắt cóc và bắn chết hai ký giả người Pháp là ông Claude Verlon và bà Gillian Dupont tại thị trấn Kidal trong ngày thứ Bảy sau khi họ phỏng vấn một viên chức của lực lượng MNLA tại địa phương. Phát ngôn viên của AQIM đã nói với Sahara Media rằng việc giết chết hai ký giả là một phần trong cái giá mà Pháp phải trả vì đã đưa quân can thiệp ở Mali. Pháp đã đưa quân can thiệp đánh đuổi dân quân Hồi giáo ra khỏi các thành phố và thị trấn ở miền Bắc Mali, nhưng quân đội Pháp và Liên Hiệp Quốc chưa thể dẹp hết các nhóm dân quân đang ẩn núp tại các vùng rừng núi và sa mạc miền Bắc Mali. Pháp hiện còn 3.200 binh sĩ ở Mali. Trong ngày thứ Ba, Pháp đã đưa thêm 150 quân nhân tới thị trấn Kidal, là nơi xuất phát cuộc nổi dậy đòi thành lập quốc gia riêng cho người du mục Tuareg trong năm ngoái. Nhưng cuộc nổi dậy của người Tuareg đã bị nhóm dân quân Hồi giáo tước đoạt. Mặc dù miền Bắc Mali chưa ổn định, Pháp tuyên bố sẽ không thay đổi chương trình giảm quân số ở Mali từ 3.200 binh sĩ xuống còn 1.000 binh sĩ vào tháng 2 năm 2014.